Thanh Nghị lỡ hẹn với Kiếp Running vì đụng độ Thái Từ Khôn. Mùa mới của show giải trí quốc dân Kiếp Running vừa được ghi hình tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc. Các thành viên cố định mùa này bao gồm những cái tên Thái Từ Khôn, Hoàng Húc Hy, Lucas, Angela Baby, Sa Dật, Lý Thần, Trình Khải và Tống Vũ Kỳ. Tuy nhiên, Tống Vũ Kỳ vẫn đang trong quá trình cách ly khi chỉ mới trở về từ Hàn Quốc, thế nên cô nàng sẽ vắng mặt trong buổi ghi hình của hai tập của mùa mới. Tài khoản Weibo chính thức của Kiếp Running đã chia sẻ hình ảnh nhóm đầu tiên của các thành viên. Ngoài 6 thành viên cố định, còn có những khách mời, Tân Hào, các khách tuyển giật, Bạch Lộc và Đặng Tử Kỳ. Họ cùng nhau diện những trang phục với chất vải denim, trai xinh gái đẹp khiến người xem không thể rời mắt khỏi bức ảnh này. Vừa gia nhập show Kiếp Running, bạn trai tin đồn của Lisa gây bão với những khoảnh khắc đỡ váy cho chị đẹp Angela Baby, thì ngay hôm nay, CNS suýt xoa với khoảnh khắc thú vị khi Thái Từ Khôn áp đảo dàn sao Kiếp Running với chiều cao vượt trội. Điều đáng nói, Khôn Khôn lại là cậu em út ít của team với năm sinh 1998. Lý Thần trước đây là thành viên sở hữu chiều cao vượt trội 1m80, tuy nhiên giờ đây chiều cao này đã chính thức bị Thái Từ Khôn đánh bại khi thành viên nhóm 9% cao tới 1m83. Thêm một thông tin thú vị, chính là việc Lý Thần và Sai Giật hơn Thái Từ Khôn tới 20 tuổi, Angela Baby hơn 9 tuổi. Trước đó, rất nhiều tin đồn xuất hiện trên mạng cho biết Thanh Nghị sẽ trở thành thành viên cố định của mùa mới Kiếp Running. Bởi vì anh chàng từng tham gia show với vai trò khách mời của tập Chạy Đi Hoàng Hà Thiên với phần thể hiện vô cùng tốt, thu hút rất nhiều thiện cảm từ khán giả. Thế nhưng có lẽ anh chàng lại chẳng có duyên góp mặt với vai trò thành viên cố định của chương trình nổi tiếng này. Nếu xét về nhân tố kéo rating, độ thảo luận cho chương trình thì chỉ được lấy một người mà thôi. Giữa Thanh Nghị và Thái Từ Khôn, một núi không thể có hai hổ. Trong khi đó, Thái Từ Khôn đã là thành viên cố định từ mùa trước, đương nhiên sẽ có ưu thế hơn trong việc tranh suất trong Kiếp Running. Năm ngoái, Thanh Nghị trở nên nổi đình nổi đám nhờ vào thành công của bộ phim Lưu Ly. Dù Thanh Nghị là một diễn viên chứ không phải là thần tượng, nhưng anh vẫn có sức hút và độ ảnh hưởng vô cùng cao. Thanh Nghị được đánh giá là điển trai, diễn xuất tốt, là nhân tố tiềm năng cho dàn mỹ nam thế hệ mới. Tuy nhiên, sau khi Lưu Ly Mỹ Nhân phát sóng, Thanh Nghị đã vướng scandal là thờ ơ, lạnh nhạt và có thái độ vô cùng khó chịu với nữ diễn viên Viên Băng Nghiên. Trong sự kiện giao lưu đoàn phim, Thanh Nghị tỏ ý né tránh Viên Băng Nghiên, dù rằng trước đó hai người đóng Lưu Ly Mỹ Nhân sát khá tốt. Sau này, cư dân mạng chỉ trích Thanh Nghị là EQ thấp, xấu tính, không xứng đáng là người làm thần tượng, vì đến cả cách ứng xử thông thường với phụ nữ mà còn chẳng biết thì làm sao có thể làm ngôi sao. Tai tiếng này khiến Thanh Nghị bị ảnh hưởng hình ảnh khá nhiều. Gần đây, Thanh Nghị đã tham gia một sự kiện ở một trung tâm mua sắm, có thể nói là một biển người chật kín cả 4 tầng lầu, tập trung để được ngắm nhìn nam diễn viên. Thanh Nghị thành danh vào năm ngoái, nhưng vì tình hình dịch bệnh khi đó vô cùng phức tạp, nghiêm trọng, khiến tất cả sự kiện đều phải bị hủy bỏ. Vì vậy, đây là lần đầu tiên ngôi sao của bộ phim Lưu Ly tham gia sự kiện trước đông đảo công chúng như thế. Hoạt động này được xem như một buổi họp mặt giữa nam diễn viên và người hâm mộ, thế nên rất đông fan đã tận dụng cơ hội này để đến gặp gỡ được thần tượng của mình. Có thể nói, độ thu hút của Thanh Nghị không thua kém gì bất kỳ ca sĩ thần tượng nào. Trong khi đó, Thái Từ Khôn đang là một trong những ngôi sao hot nhất hiện nay của Cbiz. Mỗi lần anh chàng tham dự sự kiện đều sở hữu một biển người khán giả, là 1910 nếu so sánh cùng với Thanh Nghị. Tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Chương trình chẳng thể mời đến hai cái tên đều có lượng fan đông đảo như thế này được, vì dễ xảy ra rắc rối bởi những trận chiến fandom giữa cả hai. Thế nên, Thanh Nghị buộc phải lỡ hẹn trước Kiếp Running mùa mới.